Thôi xách vô đây đi, nắng quá. Hai quý anh chị, hiện tại Ngọc và anh Phi đang có mặt tại con đường Trần Quang Khải. Nãy giờ thì trước khi mà anh Phi tiến tới chỗ Ngọc đó là anh có quay xung quanh một cái cho quý anh chị mình thấy rõ rồi đó. Là phía trước con đường, trước mặt tiền Ngọc đang đứng nè. Cái này là đường Trần Quang Khải. Cái lòng đường nó rất là lớn, lớn nhất ở khu vực Rạch Giá mình luôn á quý anh chị. Ngày hôm nay Ngọc sẽ giới thiệu đến quý anh chị mình một căn nhà gốc mặt tiền đường Trần Quang Khải ha. Đây, đây là cái căn nhà mà Ngọc chuẩn bị giới thiệu đến quý anh chị mình. Căn này thì kết cấu là một trệt hai lầu. Hiện tại thì chủ nhà họ đang tận dụng làm quán cà phê. Cái quán hơi chiêu chiêu. Đó. Quán này diện tích là ngang 7m72, chạy dài vô 22m ha. Ở trên đó thì cái này thì do họ tận dụng họ làm quán cà phê á, nên chỉ có một phòng ngủ thôi, còn lại là họ lễ trống ra để mà bày bàn để mình làm quán cà phê. Và đây nè, trước khi đi vào bên trong, Ngọc sẽ chỉ xung quanh sơ lược cho quý anh chị mình nắm rõ. Theo tay phải của Ngọc khoảng tầm khoảng chừng 7-80m là mình sẽ tới cái con đường Nguyễn Dương Trực, ngay cái chỗ mà bưu điện thành phố Rạch Giá của mình đó. Bưu điện, ủa bưu điện là bưu điện tỉnh, bưu điện tỉnh. À, bưu điện tỉnh siêu thị Nguyễn Kim, siêu thị Nguyễn Kim ra đầu đường Nguyễn Trực đó. Thông về tay trái thì sẽ xuống đường 3 tháng 2, đường Tôn Đức Thắng, ngay chân cái quảng trường Trần Quang Khải lớn của mình đó quý anh chị ha. Và đây là cái căn gốc mặt tiền mà Ngọc chuẩn bị giới thiệu quý anh chị mình ngày hôm nay nè. Ngang là 7m72, chạy dài vô 22m ha. Chạy dài vô, nói vô tới trong luôn. Mình có một cái góc bên đây, góc vỉa hè bên đây như vậy nè, chạy thẳng thông thẳng xuống dưới đó. Hình như là cái chỗ này mình thông ra cái con hẻm 100 mấy của Lâm Quang Kỳ đó phải không anh? Ở đây nè, có đúng một rồi. Đường quẹo qua nè, nó thông ở khu Nam An Hòa với Lâm Kỳ hết luôn. Của mình là căn góc nha. Rồi bây giờ em mời quý anh chị mình vào trong nha. Anh muốn đi vô cửa này hay cửa kia? Em đi vô đó đi ra. Em mời quý anh chị. Đây thì bên trong nó kết cấu như vậy nè. Quý anh chị mình, anh Phi quay một vòng dùm cho em đi. Nói chung mà bán cái căn gốc này thì sẽ để lại cái mô hình kinh doanh quán cà phê cho mình luôn. Chủ nhà họ chỉ đem đi một số vật dụng ở trong quán thôi, còn lại là sẽ để lại hết. Đó. Nó như vậy. Đây. Mình sẽ có hai cái cửa đi vô, một cái cửa chính như vậy và một cái cửa bên hông như vậy. Anh Phi quay cái góc cà phê bên đó đi, xong rồi bắt đầu mình đi qua bên đây rồi mình sẽ đi vô trong, mình lên lầu luôn. Một căn góc mặt tiền đường Trần Quang Khải, vừa ở vừa kinh doanh được luôn ha. Căn này mình cũng phù hợp mình mở văn phòng công ty luôn á quý anh chị, hoặc là cái showroom á, showroom trưng bày á, em thấy cũng ổn nữa. Rồi bây giờ em sẽ mời quý anh chị mình khu vực phía trong nè. Khu vực trong này thì có bếp và một số cái máy móc để mà pha chế của mình trong này. Đây, phía sau này. Cái này mình về mình tận dụng, mình mua bán phía trước. Khúc phía trong này mình làm một cái phòng ở dưới này vẫn được nè, đúng không? Một cái khu bên đây nè, mình làm một cái phòng ở đây vẫn được, bếp bên đây. Đó. Nhà vệ sinh có sẵn luôn. Nói chung là ở đây mình còn một cái cửa nè, theo lẽ cái chỗ này là cái cổ ga ga để mà mình đậu xe nè, thiết kế cái chỗ này nè. Nhưng mà do chủ nhà ở đây họ thiết kế, họ làm theo cái mô hình quán cà phê, nên có một số nó thay đổi nhìn nó như vậy thôi. Bây giờ em sẽ lên trên, em mời quý anh chị mình lên trên ha. Đây, Ngọc đang tiến lên khu vực của lầu 1. Ở đây mình còn một cái khoảng trống nữa nè. Đó, thiết kế của căn nhà ở mà. Ở đây mình có phòng ở đây nè. Bên đây thì mình qua bên đây quán cà phê. Rồi em mời quý anh chị mình qua bên đây. Đó. Thì nó như vậy đó, anh Phi đi một vòng giùm em đi. Đi một vòng giùm em cái mô hình quán cà phê trên này đi.
Em thì chủ yếu là em giới thiệu cái giá, cái diện tích, cái vị trí cho quý anh chị mình nắm rõ, còn cái kết cấu bên trong thì phải nhờ anh Phiên đi vòng vòng rồi. Ra khu vực phía trước nè anh Phi ơi. Mình có một cái cửa lối bên hông này nè, để mình đi từ bên ngoài lên lên quán, lên trên này, khu vực trên này. Đây. Khu vực phía trước. Anh Phi anh lại đây nè, anh quay qua cái góc kế bên giùm em đi. Sẵn đây em giới thiệu cái góc kế bên em cũng có bán luôn. Này, anh Phi lại đây quay này giùm em. Quay qua cái góc đối diện giùm em nè, góc bên đây em cũng có bán luôn nha. Góc bên bển này nó to hơn cái góc mình bên đây. Bên kia thì một căn góc và một căn liền kề. Đó, quý anh chị mình muốn mua hai căn luôn cũng được, mà mua một căn em cũng cũng bán luôn nha. Căn liền kề bên trong thì diện tích nó 522. Hai căn thì là thành là ra 14 15 mét ngang á. 45 mét ngang chạy dài vô 22 mét thì cái chiều dài nó giống như cái căn này luôn. Nhưng mà có một cái nó một căn liền kề nữa thì ngang thêm 5 mét nữa. Mua Thì không? căn này ngang là 70 mấy, 7 7 mét 72. 72. Ừ, gần 8 mét rồi. Đó, một cái nhà vệ sinh bên đây. Bây giờ anh Phi lên khu vực lầu trên giùm em đi. Nha, em khỏi lên nha. Rồi, chúc em xuống Em đi bên em qua bên hè em chờ anh bên đây. Anh đi lẹ khu vực phía trên đi. cái quán này phù hợp thiết kế cho mấy bạn trẻ nha mấy anh chị, mấy bạn trẻ học bài này nọ rồi check in rồi sống ảo này nọ đó, không gian yên tĩnh riêng, không gian riêng cho mấy bé. Và tầng này có một nhà vệ sinh dùng cho dịch vụ ha, dùng cho quán ha. Ngoài ra thì trong tầng cũng có một cái nhà vệ sinh cho phòng, nhưng mà chủ quán ta đóng lại để thiết kế cái quán. Trên lầu còn một phòng ngủ và một cái ban công phòng thờ ngoài, do không ai ở, chủ không chăm sóc phía trên, làm kho này nọ thôi anh chị. Căn này mua thì bên quán đã thuê là 20 triệu một tháng anh chị. Đây trước là một ban công anh chị, ban công một phòng thờ, đây có một phòng kho nhỏ, ngoài ra có một phòng ngủ. Phòng ngủ này cũng khá rộng, nhà sinh cho phòng nên chị. Hầu như phòng này không có người ở. Đây còn phòng nhỏ, phòng ngủ, chắc phòng thay đồ anh chị. Đây là phòng thay đồ được, có ban công ra bên hông luôn. À, ban công cũng lớn á. Rồi bây giờ mình sẽ xuống lầu để cho em Ngọc tổng hợp đó mấy anh chị. Và sau khi đi một vòng của cái căn nhà, Ngọc và anh Phi sẽ tổng hợp lại một số thông tin chi tiết để cho quý anh chị mình nắm rõ hơn ha. Căn này thì căn góc mặt tiền đường Trần Quang Khải, diện tích là ngang 7,72, chạy dài vô 22 mét, hướng hướng Tây Nam và hướng Tây Bắc. Căn này giá chủ nhà họ đang kêu là giá 9 tỷ 2, giá này vẫn còn thương lượng. Quý anh chị mình mua mua cái căn góc này thì chủ nhà họ sẽ để lại cái mô hình kinh doanh quán cà phê cho mình luôn ha. Rồi có hỗ trợ ngân hàng. Quý anh chị mình quan tâm sản phẩm cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc và anh Phi qua hai cái số điện thoại là Ngọc sẽ để ở trên clip để hỗ trợ quý anh chị mình thương lượng được cái giá thuận mua vừa bán nhất có thể. Một lần nữa Ngọc và anh Phi xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà.